Chào cô chú anh chị mình nha. Thì bữa em đi mù quá đó cô chú anh chị mình. Thì ở nhà nó bị sụp tảo quá, một ao quá. Thì cái ao này nè, ao ngay nhà ha. Thì em sang lên ao trên cô chú anh chị mình. Và nó vẫn phát triển bình thường cô chú anh chị mình. Và cái ao này thì em đang xuống giống bữa ngày nay được 2 ngày cô chú anh chị mình. Thì vỏ nó lọt cũng rất là nhiều. Thì nhỏ thì em không quay ha, còn cái ao này thì nó bị ấy thì em sang lên cậu chú ít thôi, thì em sửa môi trường nước lại phương mốt không, thì để có một cái ao để nó sạch, để mốt có gì mình sang lại, xong quay sang lại cô chú anh chị mình ha. Và coi em thì nó bữa mưa đó, thì để chia sẻ cô chú anh chị mình, nó sụp tảo á thì nó cũng có mà ngưng ngơi ăn á, thì em sang lên kia thì tôm nó vẫn phát triển bình thường cô chú anh chị mình. Để em mời cô chú anh chị mình coi tôm nó còn lại ha, nó còn chút ít thôi, để em sang chú vi lại ao kia cho cô chú anh chị mình xem. Đây thì sang lên rồi, thì em cũng ăn chị con trắng rồi, nói chung là nó đường ruột nó ai nó cũng ổn là hết rồi cô chú anh chị mình. Thì kia em sang lên rồi cô chú anh chị mình ha, còn này ít thôi. Để em sang bên kia một tấn tấn mấy rồi, tấn rưỡi rồi cô chú anh chị mình. Chung làm thực tế để cho cô chú anh chị mình xem nha. Tôm vẫn ngon lành ha. Thì cái này em tắt oxy nó còn ít quá, em không có chạy luôn. Thì nó bị sụp tảo quá. Còn cái ao này thì mới xuống được 2 ngày cô chú anh chị mình ha. Để mời cô chú anh chị mình xem theo dõi. Thì để coi nó em phương án em sang á, coi nó có hiệu quả không cô chú anh chị mình. Thì em sang em thấy là nó cũng là ok, thì rất là hiệu quả của chú anh chị mình ha. Ao này thì em xuống được 2 ngày nè. Rồi thì cô chú anh chị mình cứ theo dõi. Để em lên ao trên này cái cô chú anh chị mình, cho cô chú anh chị mình xem cái ao ở kia. Nói chung là sang lên rồi ha. Ao này còn chút ít thì em sửa môi trường nước, bữa quýnh em quýnh tê sa quýnh thùng luôn, dạp xuống để sửa môi trường nước lại. Thì bữa nó bị sụp tảo á, tùm nó ngơi ăn á, thì em tập trung em kéo lên kia luôn. Thì còn đây chút ít thì em để dưỡng lại đây luôn. Nói chung thì tôm nó qua thì nói chung nó vẫn khôi phục lại 80% rồi. Còn cái ao này đây, này là gan ruột 2:1, vẫn ngừa phân trắng luôn cô chú anh chị mình nha. Cuối cùng chú này cái này là ruột rõ nét. Để em quay qua cái ao kia cho cô chú kia mình sang qua kia để cho cô chú kia mình thấy luôn. Này là nay 39 ngày của chú anh chị mình. Ao này màu nước của chú anh chị mình thấy đã hả? Để em lên cái ao trên cho cô chú anh chị mình xem nha. Môi trường nước sang qua ha,
Để thiếu thiếu đi, từ từ. Đó bị nó sụp tảo nó sang ra nè, vừa trên trên này. Sang ra nó cũng lạ. Qua nó quậy đục rồi. Chuột gan bị lên hết rồi nè. Bữa nó xấu mà giờ đẹp rồi đó. Đấy. Thiếu nó vài bữa đi cho nó dọn đáy môi trường cho nó sạch luôn. Đã không? Sang qua đó. Thịt móng. Ok, ổn. Bữa em sang qua là hên là làm nước đầu sẵn hết rồi. Bữa em làm nước đầu sẵn hết của chú chị mình. Nên nó sang qua là nó tập luôn. Của chú chị mình thì bữa em sang từ rau kia sang lên ha. Thì tôm vẫn phát triển bình thường của chính chị mình, nói chung là nó khôi phục 80%. Bữa bên đó nó bị nó bỏ ăn luôn, tự nhiên là nó bỏ ăn luôn, làm chụp làm sang lên của chú chị mình. Môi trường nước là nói chung qua đây là môi trường sạch này, thì sang ra nó rất là tốt. Thì để cho cô chú chị mình theo dõi á, thì trong cái bài em làm á thì cô chú anh chị mình cái này làm chia sẻ để cùng trải nghiệm ha. Đó thì nó cũng thật sự là mùa này là đang vô chiến dịch bị phân trắng cô chú anh chị mình. Để em quay thực tế để cho cô chú anh chị mình theo dõi chứ em mà em làm để cho cô chú anh chị mình xem. Máy mới vô phun nói chung qua đây nó ăn vẫn sạch sạch sẽ hết. Bữa thang qua đây tấn máy á, tấn máy là 140.000, 140 con ký của chú anh chị mình. Bây giờ tiếng nó đang xả xi phòng. Không đập hố nó không dơ dữ hả tiếng? Đập hố nó mới ra dữ. Bởi cái mùa này nó khó lắm cô chú anh chị em mình, nắng mưa thất thường, mưa nguy hiểm lắm, nên là có ao đồ sẵn để lúc mà con tôm mình mà nó bị sự cố á, mình kịp lúc mình sang liền luôn cô chú anh chị em mình. Bộ nhảy rồi.
ta thì nó không vô nhiều đâu. Bởi sang qua là 140 con là cao ok của chú anh chị mà. Trời mới lành nhảy là dù gió rất là nhiều mà nó mới nhảy nó bung hết. Đây là cái ao này là nó bị sự cố nè, sang ra nè. Sang ra nó lại nó khôi phục nó rất là sáng tường là đường ruột đổ lên hết rồi cô chú anh chị mình. Bữa nó bị bỏ ăn luôn rồi chú anh chị mình, tự nhiên nó bỏ ăn luôn. Để làm gì để anh chị, để chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha. Thì em làm đó, thì khi mà tôm nó bị ngơi đó thì em sang qua đây nè cô chú anh chị mình không. Giờ nó phát triển cũng rất là tốt mà, thì nó chưa có hẳn là gọi là đẹp ha cô chú anh chị mình. Nhưng là bữa nó chống ruột hết luôn, thì nói chung là cơn mưa tảo nó sụp á thì nó chống ruột. Thì tụi em sang qua đây bắt đầu là em cho nó trị cái, nói chung là trị đường ruột, nó cái hiện tượng là nó dớt phân trắng rồi đó. Thì em chỉnh qua đây, nói chung là tôm nó đang khôi phục phát triển rất là tốt. Thì để cho cô tiến cho mình theo dõi coi em sang như vậy là ví dụ nó có hiệu quả hay không. Tại vì mà mùa mưa này á, tại vì nắng thất thường lắm, và hiện bây giờ thì cũng cô chú mình biết mà, đang chiến dịch khó nuôi. Khó nuôi là sao? Tại vì đang vô chiến dịch là bị đường ruột rất là nhiều cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị mình phải đưa đường ruột này cho nó chứng lại. Đúng mấy ngày bữa gan 140 con của chúng chim ha. Thì đó, thì phan vào thấy cũng lạ, lột chất thì cũng giữ mà không có hao. Bình thường á, nếu mà sang qua nó không chịu á là nó không ăn luôn, mình cũng bắt buộc mình cũng thu à của chúng chim mình. Nói chung là nó vậy đó. Thì qua đây nó ổn thì là, thì có sao để làm cho cô chúng chim mình theo dõi ha, để thực tế nhất. Thì để em quay trở lại, em cũng kết thúc cái video và để em sẽ cập nhật thường cho cô chú anh chị mình xem hơn nữa và coi tôm nó phát triển là như thế nào thôi cô chú anh chị mình.
rồi ăn 2 trong 1 và bạn vô cũng có trang vô cái thuốc lên ngừa phân trắng luôn. Mùa này là tới vô chiến dịch rồi, vụ rồi nó dễ chứ vụ này là nó cũng căng về đường ruột lắm cô chú anh chị mình. Đây là gan ruột 2 trong 1 này cô chú anh chị mình. Để em đi vô kia sơ lược lại cho bao tuyến kia mình xem nha. Nhảy. Thì để mình sang qua em điều trị để coi nó phát triển được như thế nào. Hôm nay mấy quýnh hôm nay mấy ngày ta? Rồi ở kia đúng không? Là quýnh luôn ở kia luôn. Nói chung mùa này á, mùa mưa á, nước nó lợ á, nó còn dễ bị ghẻ lắm, tại dùng nước lợ nó đưa bị khuẩn á. Thành ra nó dễ bị ghẻ lắm, mình cũng ngừa chứ cô chú anh chị mình. Quá trời nó quậy rồi. Gió nó vẫn sạch bóng cô chú anh chị mình nha. Dòng này mà quýnh chị chấm đen rất là hay. Hồi xưa làm nuôi ưa bị gì cái chấm đen không thấy là tốn tiền dược khuẩn dữ dằn, rất là tốn kém tiền luôn nhưng không hiệu quả của chương trình mình. Nói chung là bởi mưa đó thì để cho cô chú chị mình theo dõi ha, thì cái ao đó em sang lên đây sang hết luôn. Thì bữa em đi xuống mùa quá đó thì ở nhà nó chiều rất chiều nó ngưng ăn được, buổi sáng bữa sau đó là sang ra luôn. Nhảy vậy kìa, nhảy vậy chứ. Kệ mùa này thiếu 20-30% cũng được. Đánh ngừa chấm đen cho nó lọt. Cùng ra sạch bóng sáng đang sổ sao cái trùng hả? Sáng đây em có sổ cái hình trùng rồi nó cô chú chị mình. Ngừa chấm đen mùa này mưa nắng thất thường lắm.
chút xíu nữa em cũng quánh người chấm đen cái ao này luôn cô chú anh chị mình. Thì rõ là sáng lên nè, đạp hố thì nó mới nhiều. Nó sang qua, cái nó quằn hết hồn rồi cô chú anh chị mình. Đục nước hết. Coi khoảng 3 ngày sau nữa là nó phát triển như thế nào là cô chú anh chị mình đánh giá. Anh sang nay 2 ngày rồi. Nhưng mà nó chưa gọi là sáng. Nó số cục dâu nữa thôi. Em mới sang mà. Để em kết thúc cái video thì vài bữa nữa thì em sẽ review lại để coi cái độ phát triển như thế nào của chú anh chị mình ha. Thì tôm bữa nay là 39 ngày thì em sang ra với nó là hai nay cũng được 2 ngày của chú anh chị mình. Hai ngày đây đàn tiếng cũng đang quýnh chấm đen luôn nè cô chú anh chị mình, quýnh ngừa nó để nó qua nó vi khuẩn á. Để em view tôm này lại cái cô chú anh chị mình xem nha. Giờ tụi em cũng xin kết thúc cái video. Rồi thương ủng hộ để tụi em có nhiều cái động lực đăng ký kênh rồi ha cho anh em mình. Mình sẽ với chú tiếp theo nha, để theo dõi ha. Thì trong quá trình em sang ao đồ đó có chuyển chim mình, nói chung là mùa này cứ giảm là hay ăn khoảng thiếu đi 20% thức là bình thường của chuyển chim mình, đừng ép quá. Ao này nó bị nè, nó cũng vẫn còn. Thì để mà có để thực tế cho cô chuyển chim mình xem. Ao cũng mới thả. Giờ xin chào, hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt.